chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Panda, chị thấy mấy bé chó của mình nó dễ thương không chị Panda? Chứ trời ơi, sao em dòm nó mà thấy thương quá trời quá đất luôn à. Cưng chị thì chị không thấy nó dễ thương tí nào á, nhìn thấy mặt ghét. Ủa chị ghét mà chị nuôi nó chi chị Panda? Chị có con ghét rồi chị nè. Nó bảo vệ chị thôi chứ chị đâu thương yêu gì đó đâu mèo. Trời ơi, mà sáng giờ mình chị Panda ở đây chơi không biết ông Hút đi đâu rồi ta. Chị có gặp ông Hút được chị Panda? Không có gặp luôn, không biết đâu. Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, nghe tiếng liền luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ô, xịn quá mèo ơi. À, chị Panda. Dạ, cái này là món tặng cho chị với cưng nè. Mèo lên, mèo lên. Không, cái gì chị Panda, cái hả? Chị không thấy gì hả chị Panda? Chị Panda, chị không thấy gì hả? Cái gì? Con chó của chị đâu rồi chị Panda? Con chó của chị đâu? Ô, là la 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 la. Cưng cắn con chó chị rồi phải không? Em không biết gì hết chị Panda. Trời ơi, em thấy rõ ràng luôn, cái xe chạy ngang là cái bẹp một cái. Con chó chị nằm dưới gầm xe đó chị Panda ơi. Cái gì vậy? Cưng thấy đền lên cho chị đây. Vậy chị Panda, nhìn nói cái gì vậy? Né là chị Panda né ra khỏi chiếc xe mới mua. Nói tại sao buồn chơi lại cho chị. Chờ rồi mà lấy cái xe tôi kìa. Thôi chị xuống đem đợi. Đấy không nè. Tôi thấy cái xe thảo với chị Panda thôi. Không sao đâu. Chị dẫn mặt với em mà chị Panda. Tôi thấy cái xe này hợp với chị Panda lắm. Dọn nhà bỏ với cái xe đi trong nhà. Rồi nè, nó cho ba cái đó. Trong nhà chỉ xe với hai chị em nhau vậy chị Panda. Ê, tôi nói này nè. Mày biết sao tôi có chiếc xe không mèo? Sao ạ? Tại vì hôm nay á tôi được mời tới thế giới Minecraft Mon đó mèo. Minecraft Mon hả? Minecraft Mon tờ chứ là thế giới quái vật của Minecraft. Trời ơi, tự nhiên ở chỗ này lạnh lặng không ở thì là chỗ quái vật chơi ngu. À, chắc là mèo chưa hiểu tôi đang nói vậy nè. Minecraft Mon tờ là nơi mà người ta dùng những con thú trong Minecraft đó mèo, thú cưng trong Minecraft có khả năng có sức mạnh để đánh nhau. Và nếu ai là người chiến thắng thì người đó sẽ có những phần quà giống như là chiếc Lambo này nè. Cái gì? Thảo vậy? Ừ. Trời ơi. Tôi cũng muốn được đi nữa, cho tôi đi chung với nhà. Ok luôn, nhưng mà vấn đề là mèo với chị Panda phải đấu với tôi á. Đấu với ông? Ừ. Tại sao ạ? Tôi là đang là người chiến thắng trong đó đó mèo. À, là tôi chiến thắng ông tôi sẽ được cái chiếc xe này, siêu xe của ông đúng không? Nếu là mèo chiến thắng tôi thì sẽ được một chiếc siêu xe. Cái này mô hình hay gì đảo vậy? Xe đó mèo nè, đặt ra chạy nè 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 nè. Được không? Được. Ok, tôi đặt ra thử coi. Wow, chạy được không ta? Tèo được. Mẹ đã đón tôi với, đón tôi với. Wow, đã rồi. Mèo lên chiếc xe nó chạy à. Đi đi chị Panda. Đi 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 mèo ơi. Chị không đi hả? Chạy lên đi, có xe rồi đi chị mèo. Trời ơi, xe của em chạy ra, thả xe chèm, thả xe chèm. Ui dạ, thả xe chèm, đừng quánh chờ chiếc xe luôn. Quánh chờ chiếc xe luôn. Bây giờ thì mèo với đất hút cùng chị Panda sẽ đi qua cái thế giới gì ta? Thế giới gì mà Minecraft Mon. Ok, Minecraft Mon thì có hút nói để chúng ta tìm cho mỗi người một chiếc siêu xe nha các bạn. Nếu như các bạn thích video này của mèo thì đừng quên thả like, subscribe cho mèo và kênh team của mèo nha. Đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo. Bây giờ chúng ta đi thôi nè. Ủa mình đang ở đâu vậy nè? Gặp tôi vậy. Ủa cái gì đây? Chị Panda. Đi ra. Sao chị ở ngoài đó? Ủa cái phòng này không có ai vậy? Ơ cái này cái tủ sao em với Hút chui trong tủ kỳ vậy? Thì bởi vì mới nói chị ra đây nãy giờ luôn nè. À, mình đến đây bằng cái tủ thần kỳ đó mèo. Ủa cái tủ thần kỳ đúng rồi. Thế giới bên kia của mình với thế giới bên này. Mèo ra đây, mèo ra đây. Chúng ta đã đến với thế giới Minecraft Mon. Minecraft Mon không hả? Ừ, quái vật Minecraft. Có thấy gì đâu ta? Nè, xuống đây nè, xuống đây, chị đường này xuống. Thế giới này có những gì nè, ông giới thiệu cho tôi coi thử. Thế giới này có một cái thế giới. Trời ơi. Nè, đi ra cái cửa đi rồi biết. Nè, cánh cửa này nè. Tiến sĩ đá. Cái chuyện gì vậy nè? Mình đã ở đâu vậy á? Mình đã gặp được tiến sĩ đá nè mèo. Đây là tiến sĩ đá. Tiến sĩ đá nói rằng chào mừng đến thế giới Minecraft Mon. Wow. Mon là tiến sĩ và bạn có thể dùng cái cục này nè để thu phục một con Minecraft Mon bất kỳ nào mà mình thích. Ôi. Nó gồm 3 hệ, hệ đất, hệ nước và hệ lửa. Trời ơi, cái này giống như Pokemon quá ta. Ừ. Wow, mấy bạn thấy cái này giống Pokemon mà hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Để hút màu này, để hút màu đỏ, để hút chọn hệ lửa. Phải không? Ừ. Ôi, cái con này dễ thương quá. Cái heo, tôi sẽ thu phục nó. Ta ta, ôi, thu phục được nè. Nghe, nhìn đây mèo. Wow, nó đi mèo. Wow. Đi mèo kìa. Thảo à, mèo thu phục con ong ong đi mèo. À, tôi muốn con hệ đá khác. Cái con này là chị Panda. Con này con rút nè. Cho bà đi. Con này nè, để cho chị thu phục nó. À, tự nhiên em con ong ong hả ta? Ừ, mèo ong ong đi mèo. Ê, cho con rút vô ăn sao nó nhỏ lại kỳ vậy? Ờ, em biết đâu, hình như con nào bị thu phục nó nhỏ lại đó. Ong ong ăn thử cái gì vậy? Wow, nó bé xíu rồi. Cái ong ong nhỏ nữa. Cái này là cái gì? Cái này thả ra đạn cho nó tấn công, phun phục nó vào, phun phục nó vào, nhấn. Ủa? Nhấn vào nó, phun phục nó lại. Vậy hả? Ừ, nó bật cái độ tấn công lên là nó bự lên á. Ờ, hiểu rồi, giờ là muốn nó đánh nhau thì chỉ cần dùng cái này vô người nó sẽ đánh nhau. Ở bên trong có một cái quả trứng rất là xịn sò luôn. Trời, trứng là bánh đậu đó. Ủa, đã quá, em đi ra ngoài thử cái mèo. Không biết trong thế giới này thì con là bánh đậu tên là gì ha.
Minecraft mon của mình bị mất máu á, mình cho nó ăn lúa rồi vô kìa, nó hồi máu. Cho nó ăn như trái berry vậy á. Ừ, thì ra là đấy. Ờ cái này đi ra đây là đường này hả ta? Ôi, ở đây có hướng dẫn nè. Ở đây chúng ta có một bình máu cho thú cưng của chúng ta nè. Không phải cái này bình là cái bình thu phục á ba, không phải bình máu đâu. À, cái này là cái bình này dùng để thu phục. Còn cái đầm cherry này là đầm cho nó ăn nè. Ông từ đầu xong em bay là đà chứ đất kỳ. Ở mẹ ở ngoài này có con gà nè. Có thú cưng gà nè. Con này không biết nó đánh được không ta? Bây giờ chúng ta có thể dùng cái con này đang cho cái con gà của mình quấy lộn với con này nè mèo. Tao thử coi. Đây nè. Biến bự lên em ơi. Rồi, quá đáng đi mèo. Chết nó đi. Đánh con gà hả? Khẽ quá nè. Ôi, xịn quá. Hai con này làm gì giống hệ nó như nhau. Mèo thắng rồi kìa. Bây giờ nó hiện cái bình này lên là mèo có thể dùng cái bình thu phục nó mèo. Con gà này tôi đâu muốn thu phục đâu. Không phục thì thôi đi thôi. Thôi đi thôi. Thử nghiệm thôi. Ừ, này thử nghiệm cho mình thôi, đi kiếm con gà. Hình như là mình phải thu phục. Làm như bị bắt buộc phải thu phục á. Thu phục nó con gà. Đó, tôi thu phục nó rồi, tôi có con gà luôn. Rồi, ấy nó mở cửa rồi kìa hết. Ok, tôi có con gà với con này rồi. Cái này mà nó thích con gà mà bắt con gà, con gà không có chịu đâu. Xong, đi vô. Ủa, ở đây là trạm nghiên cứu và ngôi làng nè mèo. Wow, cái này đã ghê luôn. Chúng ta có một thế giới luôn. Ôi, cái này y như là thế giới Pokemon vậy ha. Ở đây có con bò nè. Ok, tôi sẽ thu phục con bò. Tôi sẽ thu phục con bò của tôi. Đâu, con bò đâu, con bò đâu. Tấn công nó đi, cá heo của ta. Con bò này hãy gì ta? Con bò phun sữa. Trời, con bò này hãy sữa. Cá heo phun chỉ ít ra. Xong anh đi. Sử dụng xong anh đi, cá heo phun lắm. Chạy thôi. Chị sao chạy? Bắt được con bò, tôi bắt con bò luôn. Ê, nó cần ăn hai bình á, nhiều bình kìa. Ui, con bò rồi, sao con bò này ăn nhiều bình quá luôn á mẹ. À, bên kia xong tôi thấy có con thỏ, tôi sẽ chạy. Mọi người lấy một chiếc xe đạp đi. Chị tôi lấy chiếc màu đỏ đây chị. Chị lấy chiếc màu vàng đó chị. Chiếc màu vàng của chị. Quá, cái này nó thiệt là đã ghê, cái xe đạp nữa nè. Ê, quẹo qua đây, quẹo qua đây. Đấu với tôi không? Con thỏ đây là của tôi muốn bắt con thỏ. Trời, con thỏ yêu. Con thỏ màu hồng kìa. Nhiều loại thỏ á. Khoan, nhưng mà phải coi mấy con thỏ này hệ gì nữa chứ ta. Không, tôi ai biết đâu nó hệ thỏ mẹ. Dữ thương quá à, còn con thỏ màu đỏ đằng kia tôi nghĩ nó là hệ lửa quá à. Tôi nghĩ nó vẫn là hệ thỏ. Con thỏ màu đỏ là nó sẽ giận lắm á. Tôi muốn đánh nó thử coi, nếu mà nó hệ lửa thì tôi đang cầm một con hệ lửa. Tại vì con mông của tôi chắc là hệ nước hay gì trên mắt cười. Đập con mông mày hệ, con mông mày hình như đúng rồi, con thỏ này hệ lửa hay gì nè phải không? Ừ, mà yếu kìa, yếu vậy, hai cái rồi chết rồi. Con có nên thu phục nó không ta? À quên quên, thu phục càng nhiều càng tốt mẹ. Con của tôi hệ nước cho nên nó con hệ lửa nó kỵ là phải rồi. Ừ đúng rồi. Thu phục béo. Rồi thu phục rồi kìa, đi lấy cho. Thu phục nó lại. Con gà không lên theo cho nó cười quá. Trời, giờ tôi có nhiều thú lắm á mèo. Chị Banda, chị không lấy con thỏ chị Banda. Thôi chị đang lừa. Hình như cái này có đạo quán nữa đó mèo. Hình như là có đạo quán nữa, và nếu chúng ta chiến thắng đạo quán chúng ta sẽ giành được huy chương. Quá, đã ghê nha, các bạn thích rồi nha. Đi theo tôi lên đường. Nếu các bạn thích video thì đừng quên nhấn like nha. Nếu mà bạn nhấn like nhiều thì mình sẽ livestream cái này. Giờ chúng ta đang trên hành trình đi thu phục mà Minecraft mon hả, đúng không? Minecraft mon. Quá vậy Minecraft. Ơi, mấy bạn muốn đặt tên cho những con thú trong đây tên gì, mấy bạn hãy bình luận phía dưới cho mẹ biết. Bạn nào mà đặt tên hay lần sau mình sẽ lấy tên của bạn đó nha. Ai hai người đâu rồi? Chào đi mèo. Lên. Chỗ này sao có nhiều hổ ghê ta. Ôi, thế hổ là cái con Pokemon yếu á. Bà bên đây phải ráng người xuống trúc. Cái Pokemon kìa. Ừ. Ở đường này hình như là có cái gì nè. Tôi thấy hình như có cái gì nè. Cái này đã ghê luôn á. Cái con hổ nữa rồi. Ở đây tập hổ. Ê, mình đi dùng nào xa xa đi. Cái dùng này dài với hổ với bò không à. Ui da ta. Ôi, chỗ này là hình như phải bắt cua rồi mọi người ơi. À, khoan, chạy qua luôn. Chạy qua luôn. Thôi, ok. Nè. Quá. Xe này xịn ghê. Xe siêu xịn luôn chị Banda. Wow, xe đạp vừa địa hình luôn nha. Lên núi luôn mèo. Cái đường đó phải nào lại. Con heo. Đâu? Chị Banda, chị bắt con heo. Một cái bò của ta hãy tấn công con heo rác rưởi này. Một cái bò. Hãy tấn công con một cái heo. Ê, con bò đó thè hơi thở cho nó. Con cái heo này hình như nó có hệ rác mèo ơi. Hãy đắt ba ơi, chị cho rác tới kìa. Đống rác không biết. Ê con này nhưng mà con này mạnh nha. Ủa nó quánh lộn với con bò của tôi, con này chiến thắng đây. Ồ, chị nghĩ các con heo chiến thắng. Tại con heo đó ô nhiễm mà con bò. Ôi, dạ ác quá chị Banda, con bò cố lên bò. Ăn đi bò, tao bơm máu cho mày nè bò. Mấy chắc ô nhiễm quá kìa đó. Ủa con heo tôi nghĩ mạnh quá, tôi muốn bắt một con heo ghê ta. À, tôi muốn dùng hai con quánh con heo luôn được không? Chứ tôi thấy con heo này mạnh quá. Ê, tao quánh phụ mày bò, tao quánh phụ mày. Ê, bò mày quánh tôi. Một lần chỉ cho một con chiến đấu thôi à. Ủa hai con này quánh nhau tới khi nào ta? Con bò này hệ gì mà sao nó kỹ với con heo mà quánh heo hoài, heo không cầm thu tỏi. Ok, thu phục con bò lại đi. Rồi, xong chết con bò. Không, con bò chưa bị tính thu phục mèo. Tôi sẽ dùng con nào đây, con cá heo. Heo, đánh con heo, cá heo. Đi con. Cá heo mạnh lắm. Con cá heo giỏi ghê. Đó, rồi. Thu phục con cá heo. Heo người luôn tôi nghe. Rồi, xong vậy là tôi đã thu phục được con heo rồi. Tôi cũng muốn thử nghiệm hả? Ông heo, thu phục con heo. Hãy đánh con heo này cho tao. Con cá heo thu phục con heo. Dạ cha, hai con heo nó quánh một con của tôi. Không có bằng chứ bên đây. Ê, nó quánh một con kìa. Nó quánh hai con không mẹ? Đó, con này mạnh quá. Quên, ăn vô đi con, ăn vô. Tội mày, mày chơi vậy nha. Ôi, không có thể quánh hai con heo luôn. Sao tôi giờ tôi cảm thấy con ông của mình giỏi quá vậy? Ôi, lên xe đi mọi người. Ê, mọi người, tôi mắc đá tiếc quá rồi mọi người. Cái đá nào? Cái đá cho nó chiến đấu. Mày chở con gà hay con gì kìa? À, cái đá chiến đấu của em đó, mày thấy không? Con ơi, mày chở con ông ơi. Con ông nhỏ xíu, thở nhỏ xíu rồi, cái đá chiến đấu. Cái đá chiến đấu của tôi đúng xíu rồi. Bị hai miếng không vậy? Không có ai hai miếng mèo ơi. Để tôi cho mèo lại miếng nè. Trời ơi, tưởng đâu là bất
cái đá chiến đấu này luôn chứ, ghê quá đi. Nè, lên đường đi tiếp nè mọi người ơi. Tôi không thích con heo đâu, tôi bắt nó. Tôi sẽ bắt hết tất cả những con trong đây để tôi giành được thêm một chiếc Lamborghini. Tôi cũng sẽ bắt con heo luôn đi. Ơi, bắt trước tôi kìa đó. Không phải, tại có hai tôi thấy heo đi. Ê, mà Panda này không làm, tôi quen nè. Ôi, chứ nó bỏ phi. Panda chọn con đường không làm mà vẫn có ăn mèo. Chị Panda bắt đi heo, ơi, sai rồi mà. Chị công an đó, tụi này đi. Cứ trong xe chị đây nè. Xe đây nè. Rồi ba người mua nuôi ba con heo đi chắc cao, hồi chắc quánh lộn dành heo quá à. Một tí cưng có quánh con nào cũng quánh bằng hai con đi nha mèo. Ôi chị khôn quá, chị Panda chị chơi vậy, chơi chị Panda. Đi qua đây. Mấy con gì chứ đứng. Mấy con một cái gì, mấy con là My Duck Mon của mình á. Nó heo đúng không? Hình như đường này không đến đảo quái. Bà Panda bắt tay. Bà Panda tay xuống cống rồi mèo ơi. Trời ơi. Rồi ẩm lên cái mèo ơi. Chạy xe không biết chạy nữa, khổ quá. Chị Panda. Cái đường người ta mà ngó xíu kì cục. Cờ bả kìa, bả chạy kìa mẹ ơi. Trời ơi nè. Trời ơi, chị tới rồi. Đánh nó xuống, đánh nó xuống, đánh nó xuống. Đây. Đánh bả bả tao nghe bả mẹ ơi, cho bả đi nè. Ê, một hồi tôi muốn tìm một vùng đất để mà tỉ thí với ông hết rồi. Không, tôi sẽ chiến đấu thắng đạo quán rồi tôi mới tỉ thí với mẹ okay, ơi. Ok, chơi luôn. Tôi sẽ bắt được con rồng Ender. Nếu bạn nào muốn coi tôi bắt rồng Ender thì comment phía dưới nha. Nhớ nhấn like cho video. Cho video này trời chạy tao đầu gốc cây hoài. Giống như làng mới. Nghe luôn. Chừng nào mà cưng đi mà chị đi theo cho mấy con này hả? Không. Chừng nào chị là mấy con đó đi chị Panda. Chừng nào chị là một con thú đem nuôi chị Panda. Ê trong làng mày. Là làng gì vậy ta, làng hệ đất mèo ơi. Ừ chắc là hồi nãy đầu đó là con chị. Ơi con kêu, con kêu. Con kêu tứ nè. Ê mèo ơi có đạo quán rồi mèo ơi. Có hả? Có. Thì mấy con gì lạ lắm. Mấy con My Duck Mon này sao nó bay bay trong không đi dưới đất ta. Đâu đạo quán nằm đâu? Nè đạo quán đây nè mèo. Tôi lấy chiếc xe cái để hồi lạc bắt chiếc xe. Ở đây có shop nữa nè, tôi vô tôi mua đồ vậy. Có shop hả? Đó. Không đang đâu hả? Trời ơi, tiền mắc quá không đủ tiền mua. Vậy hả? Đâu vô có cái shop cây. Mắc lắm. Đi là không có tiền gì vậy? Em có quánh nằm đâu? Ủa dạ. Đừng có dặn cái này bán mà Emerald mắc như trâu hả? Ờ cái này mắc quá thôi, đi ra ngoài mèo ơi. Không có tiền không chê mà nó không bán cho mình. Đúng rồi, có tiền không chê á. Phải vô đạo quán thôi có mèo. Đạo quán hả? Đạo quán là có tiền á mèo. Này giúp đạo quán lửa quá ta. Trời con để lâu lâu xương chéo. Dạ mèo đánh trước hay tôi đánh trước? Chúng ta đánh một lượt. Hình như là đây là mê cung mọi người ơi. Đạo quán này là mê cung. Vậy hướng nào vô ta? Cái nào đi vô hả? Sao không đi tiếp đường này mà? Ở đây có ba đường nè mèo. Không, đường đó đường cục, đường cục. Ôi là la, cái đạo quán này nhức đầu nha. Đi hướng này, hướng này giờ tôi á là đi hướng này, còn mèo là đi hướng đầu tiên đi. Wow, chị Panda đi hướng cuối cùng đằng đó kìa. Ba cánh cửa đường vô hả? Đây nè, quay lại đằng này. Cuối rồi, đường của tôi đường cục mèo ơi, chỉ có một đường duy nhất là hướng này hả mèo? Đường của tôi đường cục luôn rồi, đường của chị Panda là đúng nhất. Đường của bà Panda là đúng á. Ừ, sao cái đạo quán này ngựa ngựa quá à. Chịu. Trời nó xây nguyên cái mê cung chà bá luôn này nè. Có chưa? Mượn không biết chưa? Ôi, hai người đang ở đâu vậy? Em chạy không gặp chị ai hết nè. Hình như là tôi cũng bị vô đường cục rồi mèo ơi. Sao cái gì tùm lum? Chị đang chóng mặt rồi đó nè. Cái này, trời đất ơi. Ôi, thấy rồi. Mẹ ơi, lại đây mẹ ơi. Ok, chắc tôi đang chạy. Rồi, hình như mấy con vô kế. Cái gì? Mấy con My Duck Mon mình bị lạc hết rồi. Mẹ nhấn cái nút mèo. Tôi biết cái mê cung mày làm ở đây chi rồi đó. Để cho đến khi chúng ta tìm được cửa thì mấy con My Duck Mon của mình đã bị lạc hết. Mình không đánh được, mình không hắc đấu được với đạo quán này. Nó thật là đê tiện. Ồ, cái gì đây? Yeah. Wow, nguyên cái số luôn đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Ok, để tôi đánh trước đi, tôi đánh trước xuống đây. Mẹ có bao nhiêu Pokemon? Ba con. My Duck Mon chứ nhỉ? My Duck Mon. Xuống đây nào, mấy bé yêu của chị. Bây giờ tôi sẽ cho con ông của tôi ra đánh nước. Đó. Nè vô. Ăn vô con. Ôi, ông mạnh quá vậy. Con ông nó quánh à. Ăn vô con ơi yêu ơi. Trời ơi, quánh nửa máu rồi, giỏi quá. Trời giỏi quá bé yêu ơi. Bắn đi con. Sao mà hắn chó quánh nó không, nó quánh chó. Thấy rồi. Ăn cái vô nữa. Rồi. Ấy, mèo vừa chơi bơm máu vậy, mèo vừa đánh luôn hả? Nói nè, ngụp ngầm con ta. Ê, mèo quánh là chúng ta có quy hiệu lửa rồi nè. Có không? Mẹ mèo thắng rồi. Ok, lần này là mèo thắng chó sói là mèo lấy quy hiệu lửa nha. Ê, thu phục nó đi. Ê, ba con luôn. Ba con luôn. Chị một con. Nè, ăn đi con. Khoan, sao nó không chịu ăn với tôi vậy? Nè, thu phục được nè mèo. Sướng quá vậy? Nè, tôi thu phục được rồi. Ủa, chị Panda, sao nó không chịu ăn? Trời ơi, tôi lại, mày ăn giùm tao đi. Trời ơi, mẹ có quy hiệu lửa. Lửa nè. Đúng rồi. Có nguyên hiệu lửa mày mới thu phục được nó. Ăn con lửa chị Panda, cái con lửa chị đang cầm kìa. Rồi, ê, bây giờ tôi với mèo tỉ thí với nhau mèo. Ôi. Bây giờ nhấn nút này đi mèo ơi. Khoan, để tôi lấy là nguyên hiệu chiến đấu thôi, hồi nó mất tôi khổ dữ luôn. Bây giờ mèo nhấn nút này nè. Retin đi ra ngoài. Đúng rồi. Đó. Bây giờ tôi với mèo sẽ tỉ thí với nhau mèo. Đâu để coi thú cưng tôi được bao nhiêu con này. Tôi thấy là tôi có một nồi con luôn nè. Trời, đây con lửa. Heo đây con. Thôi bé heo dễ thương đi. Nè bây giờ tôi sẽ sử dụng con bò. Đó, mày sử dụng con nào mèo? Sử dụng con bò hả? Tôi muốn thử sức mạnh của cái con tôi mới được. Cưng hai con chó dữ vậy? Ê biết đâu chị Panda nè, em cho hai con chó này ăn luôn chị Panda. Trời ơi, rồi. Lại đây, mà lại đây. Ok, sắp rồi con. Lại đây. Nè, lại đây. Cái chó của chị ơi, quýnh con bò đi. Vô đây, quýnh nó chó. Bò, quýnh nó bò. Ủa quýnh, chó quýnh con bò.
Ủa sao tôi cho con chó mèo bự lên được nè? Đúng chứ. Vậy tại vì nguy hiểm chiến đấu, đứa nào cầm thì đứa đó cho. Rồi, hình như tụi mình không đánh nhau được mèo ơi. Rồi, không cho tỷ thí nhau hả ta? Rồi vậy là tôi có nhiều Pokemon nên là tôi thắng mèo. Thôi vậy mình đi tìm. Cái gì mà cười quá à? Mày chấp nhận không? Giờ mày chấp nhận không? Mày thấy tôi có cái gì không mèo? Ông cũng không có đánh tôi được đâu, tôi không có sợ. Giờ mày đếm là bao nhiêu con thú rồi mèo, mày nhìn tôi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có hàng chó luôn nè. Trời, hàng chó tôi có 1, 2, 3, tôi có 4 con vậy. Rồi, sao con của ông lại yếu hơn 4 con của tôi? Thôi không đánh nhau được thì hồi nãy tôi thấy có một chùm cừu kìa, đi ra kiếm con cừu hồi nãy mình đang. Có cừu rồi, đánh đạp cái. Ôi giờ y như là mình trả em nguyên một bầy động vật cái mèo ơi. Sao cái này nó không cho mình cái chỗ cắt mấy con này lợi hả ta? Không, mình giờ mình kiểu như mình một lần mình đi mình kéo nguyên cái khu vườn đi heo luôn mèo. Vậy hả? Chị thấy cái này đầu hơn á. Chung kêu nè. Có không? Vô đây. Wow, mấy con kiều bay nè, vô đây. Ôi. Thầy hả? Con cừu bay. Thầy gì vậy ta? Thầy bay, chó. Thầy bay đúng rồi, thầy bay. Đâu con chó đâu rồi? Vô đây coi. Chó nè, chó của tôi nè. Đó, nó vô mày lủng lủng không biết con của ai luôn á, tính ra đi nha mọi người. Ê mèo, ở đây có con này xịn hơn nè. Con này con gì lạ hơn nè mèo. Con đó lạ quá chị Minh Đa ơi. Con lạc bà bay, bố cái tin nó không có rồi. Ôi, tôi sẽ đánh thử con này. Rồi mèo, thả con kia của mèo sau lưng ra mèo. Con kia này, con kia của tôi nè, rồi đánh em ơi. Đó, đúng con kia của tôi. Đó, phun nước miếng kìa. Ôi, con kia phun nước bọt của con này nó cũng mạnh đó mèo. Ha, nhưng mà nó sắp chết với con chó của tôi. Đó, chết rồi, thấy mèo, mèo đánh con ngựa mèo. Tôi muốn con này nhìn dễ thương quá, ăn gì con. Đã gì? Còn con ngựa màu đỏ nè mèo ơi. Trời ơi, con ngựa đẹp quá. Đánh luôn không ta? Đánh luôn em ơi. Con chó ngựa mạnh lắm á. Trời ơi, tôi thấy con ngựa như là phun lửa rồi kìa. Ê sao mình thấy con chó này nó chọi đá hả ta? Con chó này chó đá mèo ơi, nó sử dụng thì chia đá tại nó từ làn đất mà. Trời, vậy làm rồi đánh. Chết luôn rồi kìa. Ghê, giỏi quá. Rồi, tôi sẽ không thích con ngựa đó đâu. Tôi đã có con ngựa rồi. Thôi, đi quanh là quanh con cừu chứ quên. Nãy giờ nó chỉ đem ra đánh con cừu mà. Tôi thấy mấy con cừu bay bay đó cũng ghiền ghê. Qua bên lại qua. Ê! Cái gì mèo? Con ngựa màu hồng đằng kia kìa. Ngựa màu hồng á hả? Con lạc đà hồng. Tự lạc đà mà bình thường. Không phải đâu, tôi nghĩ nó chính là con Shiny đó Hút ơi. Tào lao quá, tôi thấy nhiều con mà nhiều màu mà. Phải không? Ừ, con này không có nhiều màu mèo ơi. Rồi, chó ơi, lại quýnh con cừu này cho chị đi cưng. Ê, con cừu nó quýnh với con ngựa của tôi kìa. Con chó tôi đang quýnh nè bà. Ê, hai con mình hội đồng mình nó luôn mèo. Con cừu này đang xài sống âm á Hút, nó xài sống âm như con cá heo không vậy đó. À, chắc là nó giống cá heo mà. Ê, tôi cảm thấy con cừu này rất mạnh đó nha. Ờ, tôi không thấy nó mạnh thế nào luôn á, tôi thấy nó bị quýnh luôn kìa. Sao mày hư phục mày? Ok. Con chó thì đánh con cừu. Con đó của em á chị Minh Đa. Ủa vậy hả? Được rồi mọi người, hôm nay là tụi mình đã bắt quá trời Minecraft Mon luôn rồi. Nè mấy bạn nghĩ ra cái tên nào hay hay đặt cho mấy cái bé thú cưng này thì hãy bình luận phía dưới cho mèo biết nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mấy bạn thích thì các bạn hãy bình luận xem là mấy bạn muốn xem tập tiếp theo hay không. Nếu như mấy bạn thả like nhiều thì mình sẽ làm tập 2 cho mấy bạn xem nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người bye. Những video tiếp theo nha. Bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.